Nếu như cái bảng thành phần của sản phẩm này khá là chính xác, chỉ đơn thuần là những cái thành phần này thì mình nghĩ rằng mọi người có sử dụng cả 100 cái hộp kem này để làm bật tông da nó cũng là điều không thể. Cái vỏ hộp của sản phẩm này, mình nói thật rằng nếu như để xét về kem trộn thì mình thấy có nhiều hãng còn đầu tư vỏ hộp đẹp hơn cái sản phẩm này luôn nha mọi người. Mình biết là cái video ngày hôm nay mọi người sẽ rất là mong chờ, bởi vì là các bạn đã đề nghị mình rất là nhiều hãy review về những cái sản phẩm này, và bản thân mình cũng rất là tò mò ấy, không hiểu vì sao cái sản phẩm này lại nổi đình nổi đám ở trên mạng đến như vậy. Đó chính là cái bộ đôi kem body mềm và kem face, mọi người hay gọi là kem face Pháp của nhà Acomestic. Mình đảm bảo 100% trên tay mình hiện nay đang là hai hộp kem chính hãng nha. Mình khẳng định là mình không bao giờ mua hàng fake để cố tình dìm những cái nhãn hàng này nha mọi người. Cái hũ kem body có tên gọi là kem body mềm này thì có giá là 200.000 đồng, còn cái hũ kem phê Pháp này thì có giá là 300.000 đồng nha mọi người. Cái hũ kem phê Pháp này làm cho mình nhớ lại rất nhiều những ký ức đau thương. Ở trong cái video 10 năm trị mụn của mình ấy thì mình có chia sẻ là cái làn da của mình bung bét từ một cái đợt mình sử dụng một cái hộp kem trộn của một cái chị hot girl, mà nói thẳng ra luôn đấy chính là cái chị Helen Thanh Thảo ấy mọi người. Ngày xưa chị có bán cái hũ kem Pháp ấy, mà mình cũng không hiểu sao ngày xưa mình ngu muội đến vậy luôn ấy, có thể mua được cái hũ kem đấy với giá là hơn 1 triệu đồng, mà đấy thực sự là một cái hũ kem trộn luôn. Ngày xưa mình không tìm hiểu quá nhiều về chăm sóc da đâu, mình cứ thấy người nào bán sản phẩm mà da mặt người ta đẹp hoặc là những hũ kem mà có tên gọi là hũ kem Pháp ấy, mình cảm thấy an tâm vãi chưởng, mà giá của nó lại còn hơn 1 triệu, ai mà nghĩ nó là kem trộn đúng không. Sau khi mà mình sử dụng cái hũ kem Pháp của nhà chị Helen Thanh Thảo ấy thì cái mặt của mình nó đã nát tươm luôn mọi người ơi. Sau khi ngừng sử dụng cái sản phẩm đấy thì mình nói thật với mọi người là mụn chồng mụn, không thể nào mà chấm dứt được luôn. Tất nhiên thì mình không có ý so sánh cái hũ kem này là cái hũ kem trộn của nhà chị Helen Thanh Thảo, thế nhưng mà nghe cái tên hũ kem phê Pháp với mọi người, cái cảm giác nhói đau từ tận đáy lòng nó lại cuộn trào. Cả hai cái sản phẩm này thì đều được công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ đầu tư mỹ phẩm Phương Anh chịu trách nhiệm và đưa ra thị trường. Đầu tiên ấy thì mình sẽ review về cái hũ kem body mềm có tên gọi là kem mềm trắng da toàn thân, và mấy cái chị bán hàng thì thường các chị sẽ gọi cái sản phẩm này là kem body mềm hoặc là kem body nước hoa. Đấy, ok. Thực tế là mình đã mở cái hộp sản phẩm này rồi và mình đã thử sử dụng cái sản phẩm này rồi. Nhìn tổng quan bên ngoài thì cũng không có gì đặc biệt cả. Ở trên này thì có một cái logo Acomestic nhũ ánh vàng được in khá là to, và bên cạnh đó ở đây thì có một cái kem chống hàng giả, người ta có ghi về công dụng đó chính là kem dưỡng trắng da toàn thân này, chống nắng, duy trì độ ẩm cho da, giúp da mềm mại, mịn màng và trắng sáng. Bên cạnh đó thì có một cái bảng thành phần, còn bên cạnh này thì có hướng dẫn sử dụng lưu ý, và ở trên bao bì sản phẩm thì có viết rằng chỉ tiêu kích ứng da của sản phẩm này thì là kích ứng da không đáng kể. Và khi cầm cái hũ kem này ở trên tay ấy, thực tế nó rất là nhẹ tay luôn nha mọi người, đúng cái chất liệu nhựa cực kỳ rẻ tiền. Mình cũng không ngờ là một cái hũ kem body nó có giá là 200.000 mà nó lại có cái vỏ trông cái nhựa của nó kém chất lượng như thế này luôn. Khi mọi người nhìn vào cái đường nối giáp danh giữa nắp và cái thân chai, mọi người còn thấy là cái nhựa nó được cắt lởm chởm, trông cực kỳ là thiếu thẩm mỹ luôn nha mọi người. Ở trên cái hộp kem này thì mọi người sẽ thấy tiếp tục có một cái logo Acomestic này, và ở dưới đáy hộp ấy thì mọi người sẽ thấy là cái hộp này được in nổi cái logo Acomestic. Ở trên này thì có ngày sản xuất, hạn sử dụng, số lô và hotline nha mọi người. Và khi mà mở cái hũ kem ra ở bên trong ấy, cái chất kem ở phía đằng trong đó là một cái chất kem màu vàng nhạt, và thực tế là cái mùi hương liệu của nó rất là nồng luôn. Khi mà mình bôi cái kem body này lên da, cái mùi của cái sản phẩm này nó cứ quanh quẩn ở trên da mình cả ngày luôn, làm mình cực kỳ đau đầu. Và cái mùi này mình không thích một chút nào bởi vì nó quá nồng. Khi mà xoa lên trên da ấy thì mọi người sẽ thấy rằng cái chất kem vàng này nó hơi man mát và nó khá là lỏng, thấm khá là nhanh. Về cái độ make up của sản phẩm này thì thực sự nó không quá tối ưu. Khi mà bôi lên mọi người sẽ chỉ thấy rằng nó trắng lên nhẹ nhàng. Bên cạnh đó nó sẽ để lại một cái độ ẩm nhất định ở trên da như thế này và hơi nhờn nha mọi người. Mình đã thử sử dụng cái sản phẩm này trong vòng 1 tuần liền ấy thì mình thấy rằng cái độ bám của sản phẩm này thực tế nó không tốt cho lắm. Khi mà mọi người chạm phải nước hoặc là mọi người bị da mồ hôi ở trên cơ thể quá nhiều, mọi người sẽ thấy là da đi đường da mà kem đi đường kem luôn, nó không bám vào da tốt lắm đâu mọi người ơi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn vào bảng thành phần để biết được rằng trong cái sản phẩm này nó có chứa cái gì, thực tế cái sản phẩm này nó có làm trắng da thần thánh đúng như quảng cáo không nhá. Đứng đầu tiên trong bảng thành phần sẽ là water nhá, đứng thứ hai sẽ là dầu khoáng. Dầu khoáng thì có khả năng là làm mềm da, dưỡng ẩm, nó sẽ tạo ra một cái màng ngăn cách và ngăn cho cái làn da của chúng ta thoát hơi ra. Và bên cạnh đó, khi sử dụng những cái sản phẩm có chứa dầu khoáng có nồng độ cao, khi sử dụng ở trên da, nhất là da mặt ấy, thì mọi người sẽ thấy rằng cái da mặt của mọi người nó rất là bí, nhưng mà sử dụng cho body thì mình cảm thấy khá là ổn. Nhưng mọi người cần phải lưu ý nhé, sử dụng những cái sản phẩm dưỡng body mà có chứa dầu khoáng ấy thì nó sẽ làm cho cái hiện tượng là lông tay lông chân của chúng ta mọc lên khá là nhanh, bởi vì nó có một cái độ phủ nhất định ở trên da, nó làm bí da của mình ấy. Cho nên là mọi người vẫn nên test thử một vùng trước ở trên cơ thể để xem rằng là cái da của mình nó có thích nghi đối với cái sản phẩm kem body này hay không.
Và nhất là đối với những bạn nào đang có cái tình trạng mụn ở trên body, mình lấy ví dụ như là mụn ở sau cánh tay ấy, và mụn lưng ấy, thì mọi người cần phải lưu ý là chúng ta nên tránh sử dụng những cái sản phẩm có chứa dầu khoáng nhá. Bởi vì là dầu khoáng nó ngăn cái sự bài tiết ở trên da, cho nên nó làm cho cái làn da của mọi người bị bí. Nếu như chúng ta không làm sạch cái lớp dầu khoáng ở trên da thì khi mà bụi bẩn nó bám vào da ấy, thì rất có khả năng là sẽ làm cho cái tình trạng mụn ở trên body của mọi người thêm trầm trọng. Đứng thứ ba của bảng thành phần sẽ là một chất làm đặc tăng cường kết cấu, tạo màng và ổn định nhũ tương ở trong sản phẩm. Đứng thứ tư của bảng thành phần sẽ là titanium dioxide. Đây là một dạng oxit tự nhiên của titan và thường được ứng dụng vào những cái sản phẩm chống nắng vật lý. Và bởi vì cái dạng kết cấu của nó là dạng bột trắng và có độ phủ nhất định ở trên da, cho nên thường thường ấy thì titanium dioxide thường được ứng dụng vào những cái sản phẩm kem body để tạo ra cái màng trắng giả ở trên da, và bên cạnh đó nó sẽ giúp ngăn ngừa sự hấp thụ của tia UV. Thành phần thứ năm ở trong bảng thành phần sẽ là một chất nhũ hóa có màu vàng nhạt, và khi xoa ở trên da nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng, nó chính là làm cái làn da của chúng ta trông bóng hơn ấy. Đứng thứ sáu của bảng thành phần sẽ là glycerin này, có khả năng giữ ẩm ở trên da. Đứng thứ bảy của bảng thành phần sẽ là tocopherol hay còn gọi là vitamin E, cũng có khả năng là giữ ẩm chống lão hóa ở trên da. Đứng thứ tám của bảng thành phần sẽ là hương liệu, và cuối cùng ở trong bảng thành phần sẽ là một cái hoạt chất bảo quản có tên gọi là phenoxyethanol. Trên bao bì sản phẩm có ghi rằng độ chống nắng của sản phẩm này là SPF 45+. Mình cũng không hiểu là cái độ chống nắng SPF 45+ này được chứng minh từ đâu ra, bởi vì trong cái bảng thành phần của sản phẩm này nó chỉ có đúng một cái thành phần chống nắng, đó chính là titanium dioxide. Như mình đã liệt kê rất chi tiết và rõ ràng thì mọi người có thể thấy trong cái bảng thành phần này nó không hề có một cái hoạt chất làm trắng da, làm sáng da nào cả. Về cái nền chính của sản phẩm này, nó sẽ là nước này, bên cạnh đó sẽ có dầu khoáng và những cái chất nhũ hóa làm đặc ở trong sản phẩm, và có titanium dioxide để tạo cái độ trắng ở trong sản phẩm. Nếu như để nhận xét một cách rõ ràng ấy, thì đây chỉ là một cái sản phẩm có chức năng make up body cực kỳ nhẹ nhàng. Bên cạnh đó nó chỉ là một cái sản phẩm dưỡng ẩm nhẹ nhàng cho làn da. Nếu như mọi người hỏi mình rằng cái sản phẩm này nó có ưu điểm gì không, thì về cơ bản mình không thấy cái sản phẩm này nó có một cái ưu điểm gì luôn ý mọi người. Nhưng mà về nhược điểm thì mình thấy khá là nhiều. Thứ nhất đó chính là cái bao bì của sản phẩm này thực tế nó khá là thiếu chuyên nghiệp. Bên cạnh đó nhá, là về cái bảng thành phần của sản phẩm này không có gì đặc biệt cả, nó chỉ có những hoạt chất giữ ẩm, và bên cạnh đó không có cái khả năng làm trắng da thần thánh nha mọi người. Nếu như cái bảng thành phần của sản phẩm này khá là chính xác, chỉ đơn thuần là những cái thành phần này, thì mình nghĩ rằng mọi người có sử dụng cả 100 cái hộp kem này để làm bật tông da nó cũng là điều không thể. Rồi đến cái sản phẩm thứ hai, đó chính là cái sản phẩm kem face Acomestic Whitening Face Cream. Và những cái chị bán hàng ấy thì có thường gọi cái sản phẩm này là một cái sản phẩm kem face Pháp, và mình chả hiểu là Pháp là đến từ đâu. Trong khi cái hộp kem này khi mà cầm ở trên tay mọi người sẽ thấy là nó giống hệt những cái sản phẩm kem nén, kem trộn ngày xưa luôn nha mọi người. Cái vỏ hộp của sản phẩm này, mình nói thật rằng ấy, nếu như để xét về kem trộn thì mình thấy có nhiều hãng còn đầu tư vỏ hộp đẹp hơn cái sản phẩm này luôn nha mọi người. Khi mà cầm, ui, đấy mọi người thấy chưa? Cái nắp ở trong cái hộp này để giữ cái kem này nó văng ra rất là nhanh. Mọi người có thể thấy là ngay cả đến cái hoa văn ở trên cái vỏ hộp này nó cũng rất là kém tinh tế luôn. Khi mà cầm cái hũ kem này ở trên tay thì mình phải nói thật với mọi người luôn nhé, mình nghĩ rằng cái giá thành thực sự của sản phẩm này nó còn chưa đến cả 100.000 đồng. Thực sự rất là kém chất lượng luôn ý. Còn về cái chất kem ở phía đằng trong ấy, đây là một cái chất kem nén. Khi mà xoa ở trên da ấy, thì mọi người sẽ thấy rằng cái chất kem này nó khá là đặc, nó có một cái độ phủ trắng nhẹ ở trên da. Và về cái mùi hương thì mình phải công nhận đây chính là cái mùi kem nén của cái hũ kem face Pháp mà chị Helen Thanh Thảo ngày xưa bán cho mình với giá hơn cả 1.000.000 bạc ấy mọi người. Nó y hệt không sai một tí gì, và nó vẫn giống những cái mùi kem nén từ trước đến nay. Mọi người biết không, là bây giờ cái mũi của mình ấy, thực tế nó rất là ngứa luôn, bởi vì mình đang bị nhạy cảm đối với cái mùi hương của cả cái hũ kem body và cả cái sản phẩm kem face này. Nếu như mọi người hỏi mình là mình đã thử bôi cái kem face này lên da chưa, thì mình nói thật với mọi người là mình đã thử bôi kem face này một lần rồi. Nhưng mà sau khi mình bôi một lần ở trên da thì mình đã cảm nhận nó không khác gì cái sản phẩm kem face mà mình bôi ngày xưa luôn mọi người. Luôn là một cái cảm nhận, thứ nhất là nó rất bí da, thứ hai là nó rất là bóng, và bên cạnh đó là nó làm cho cái làn da của mình nếu như mà hoạt động ngoài trời mà bị tiết mồ hôi thì nó sẽ làm cho cái mồ hôi nó giống như từng giọt ở trên trán như là hạt cà chua ấy mọi người. Nó giống như kiểu là có một cái độ phủ ở trên da mà nó làm cho cái làn da của chúng ta bị ngăn bài tiết lại mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích về cái bảng thành phần của sản phẩm kem face Pháp này nhá. Về cơ bản ấy thì mình cũng không biết được rằng là những cái thành phần ở trên cái bao bì sản phẩm này in ở đây đã đầy đủ hay chưa. Cho nên mình chỉ có thể phân tích được dựa trên cái cảm nhận cá nhân của mình khi đã từng dùng sản phẩm, bên cạnh đó dựa vào cái bảng thành phần được in trên bao bì sản phẩm. Cho nên mong là mọi người thông cảm cho mình nhé. Mình cũng không muốn sử dụng cái sản phẩm này lâu dài ở trên da, vì ngày trước mình đã từng sử dụng cái chất kem này rồi. Chất kem này thực sự làm cho cái làn da của mình nổi rất nhiều mụn, cho nên mình không muốn trải nghiệm cái kem này nhiều hơn. Ở trên bao bì của sản phẩm này thì có nhấn mạnh rằng sản phẩm này có công dụng là làm trắng da, mờ thâm, mờ nám, mờ tàn nhang, dưỡng ẩm da, giúp ngăn ngừa lão hóa, se khít lỗ chân lông, chống nắng. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào cái bảng thành phần nhé.
đứng đầu tiên của bảng thành phần sẽ là Vaseline. Nói một cách đơn giản và dễ hiểu đó chính là dầu khoáng nha mọi người. Và khi bôi Vaseline ở trên da với công dụng là làm mềm da, mình nghĩ rằng mọi người thường ứng dụng đối với những khu vực như là khuỷu tay này, khuỷu chân này, gót chân. Và bên cạnh đó thì hầu hết mọi người sử dụng Vaseline để bôi môi. Nhưng để sử dụng Vaseline ứng dụng vào làm cái thành phần chính ở trong mỹ phẩm ấy, khi mà bôi dầu khoáng lên ở trên da, mọi người sẽ thấy là cái độ phủ ở trên da nó rất là dày và nó làm cho cái da của các bạn rất là bí. Cho nên khi bôi ở trên da thì thực tế nó rất là bám bụi luôn. Và khi mà cái tình trạng bám bụi ở trên da lâu dài như vậy, nếu như mọi người lại không làm sạch da kỹ càng ấy, thì chắc chắn nó sẽ gây bít tắc lỗ chân lông và gây ra mụn. Đứng thứ hai trong bảng thành phần sẽ là nước, và đứng thứ ba trong bảng thành phần sẽ là một loại cồn béo nha mọi người. Chất cồn béo này thì có khả năng làm mềm và là một cái chất nhũ hóa hoạt động bề mặt ở trong sản phẩm. Đứng thứ tư trong bảng thành phần sẽ là titanium dioxide. Đó chính là lý do vì sao khi thoa cái sản phẩm này ở trên da, mọi người sẽ thấy nó có một cái độ make up nâng tông da nhẹ nhàng. Bởi vì là cái bản chất titanium dioxide này nó là ở dạng bột trắng mà, cho nên thường thường sẽ được ứng dụng vào những cái sản phẩm chăm sóc da để tạo ra cái hiệu quả nâng tông da tức thì. Đứng thứ năm ở trong bảng thành phần sẽ là glycerin stearate, và cái thành phần này thì có khả năng làm mềm, làm ẩm và tạo độ mịn, và cũng đóng vai trò như là một cái chất bảo quản ở trong sản phẩm. Đứng thứ sáu của bảng thành phần sẽ là stearic acid, đây là một cái hoạt chất có khả năng kháng khuẩn ở trong sản phẩm. Tiếp theo ở trong bảng thành phần sẽ là tocopherol vitamin E có khả năng dưỡng ẩm này. Mãi đến thứ 8 của bảng thành phần mới là một cái hoạt chất có khả năng làm sáng da, đó chính là kojic dipamitat. Hoạt chất này thì là một dẫn xuất của kojic acid. Cái thành phần này thì có khả năng làm sáng da, làm trắng da khá là an toàn. Nhưng mà mình nghĩ rằng cái hàm lượng kojic dipamitat ở trong cái sản phẩm này nó sẽ không cao, bởi vì nó đứng ở gần như là cuối bảng thành phần luôn nha mọi người. Tiếp theo trong bảng thành phần sẽ là collagen có khả năng dưỡng ẩm ở trên da, như mình đã chia sẻ rất là nhiều lần rồi. Collagen không thể nào thấm qua da được bởi vì cái kích thước phân tử nó rất là cồng kềnh, cho nên khi những cái sản phẩm dưỡng da có chứa collagen ấy thì nó gần như không có khả năng chống lão hóa, mà nó chỉ là cái khả năng dưỡng ẩm ở trên da thôi. Tiếp theo trong bảng thành phần sẽ là niacinamide, là vitamin B3 thì có khả năng chống lão hóa này, dưỡng ẩm, bên cạnh đó còn có khả năng làm sáng da nha mọi người. Những hoạt chất cuối cùng ở trong bảng thành phần sẽ là allantoin này, có khả năng làm dịu da và giảm kích ứng. Tiếp theo đó sẽ là hương liệu, và cuối cùng sẽ là một cái hoạt chất bảo quản, và mình sẽ để tên ở ngay phía trên này cho mọi người được biết. Cái hoạt chất bảo quản này thì thường được ứng dụng vào mỹ phẩm để thay thế cho paraben với nồng độ từ 0,2 cho đến 0,6%. Cái hoạt chất này thì có khả năng là giải phóng formaldehyde và có nguy cơ gây ra ung thư, cho nên đối với những sản phẩm dưỡng da cần phải kiểm soát rất chặt chẽ về cái nồng độ hoạt chất bảo quản này, nhất là đối với những bạn có làn da nhạy cảm thì khi sử dụng những cái sản phẩm chăm sóc da có chứa hoạt chất này thì mình nghĩ rằng cái nồng độ cho phép là dưới 0,2%. Hoạt chất này thì có khả năng gây kích ứng cho da và mắt, và bên cạnh đó khi sử dụng lâu dài ở trên da còn có nguy cơ dẫn đến ung thư. Nhưng mà đối với trong cái bảng thành phần này thì cái hoạt chất bảo quản này là đứng cuối cùng, cho nên mình nghĩ rằng nó sẽ nằm ở trong cái mức cho phép nha mọi người. Tổng quan về cái bảng thành phần của sản phẩm này, theo như cá nhân mình thấy thì nó không có gì đặc biệt cả. Cái nền của sản phẩm này nó sẽ là Vaseline, là dầu khoáng, và bên cạnh đó thì có thêm titanium dioxide để tạo ra cái độ phủ, độ trắng ở trong sản phẩm. Có một điều mình khá thắc mắc đó chính là cái màu của sản phẩm này thì nó có cái màu vàng kem, thì mình cũng hiểu là cái màu vàng kem ở trong cái sản phẩm này nó đến từ đâu. Ở trong cái bảng thành phần này thì không có chất tạo màu, thì mình cũng cảm thấy khá là khó hiểu, không biết là cái bảng thành phần này nó đã đầy đủ hay chưa. Chung quy lại, để nhận xét về cái sản phẩm này, mình nghĩ rằng đây là một cái sản phẩm có giá thành quá cao. Đối với giá là 300.000 đồng cho một cái hũ kem như thế này, mình cảm thấy nó không hề xứng đáng. Bảng thành phần của sản phẩm này khá là đơn giản. Đối với những bạn nào có nền da dầu và những bạn nào có nền da đang có mụn và nhạy cảm, khi bôi những cái sản phẩm kem nén này ở trên da, thực tế nó rất là bí da. Nó sẽ làm cho cái tình trạng mụn ở trên da của các bạn rất là trầm trọng. Và trước đây khi mình sử dụng cái hũ kem Face Fab đấy, mình nói thật với mọi người là mình đã sử dụng hết cả một hũ, nhưng mình không hề thấy cái da mặt của mình nó trắng lên bất cứ một chút nào. Chốt lại, đối với giá là 300.000 cho một cái hũ kem nén như thế này thì mình nói thật rằng ấy, từ cái bao bì cho đến cái chất lượng kem ở bên trong, mình đều cảm thấy nó không xứng đáng với giá tiền. Mình mong hãng Acomestic này sẽ thông cảm đối với những cái nhận xét của mình trong video ngày hôm nay. Nhưng mà về cơ bản mình nghĩ rằng đối với những bạn nào các bạn muốn thử trải nghiệm cái sản phẩm này, khi mà cầm ở trên tay các bạn sẽ có chung cảm nhận như mình thôi. Ok, vậy là mình đã review xong về cả hai sản phẩm. Thứ nhất là kem Face Fab và thứ hai là kem body mềm. Bây giờ thì cái cảm nhận của mình đó chính là mình bị ngứa mũi rất là nhiều mọi người ơi. Mình đang bị kích ứng và làm cho cái mũi của mình nó khá là ngứa vì cái mùi hương của sản phẩm này thực tế nó quá nồng. Chắc hẳn là sau cái video ngày hôm nay mọi người cũng đã có cái nhìn tổng quan về cả hai cái sản phẩm này. Về cái kết cấu của cả hai cái sản phẩm kem này, theo như quan điểm cá nhân mình nghĩ nó không có gì đặc biệt. Bên cạnh đó giá thành quá cao và với cái bao bì của nó thực sự rẻ tiền. Cho nên các bạn nào các bạn muốn tự trải nghiệm sản phẩm này thì các bạn có thể thử mua về để sử dụng, xem là những cái đánh giá của mình trong video ngày hôm nay nó có chính xác hay không nhé. Còn đối với những bạn đã
đã từng sử dụng cả hai cái sản phẩm này rồi thì các bạn có thể bình luận ở ngay bên dưới để mình biết thêm về cảm nhận của mọi người khi sử dụng hai cái sản phẩm này nhá. Và mình cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video này. Nếu như mọi người thích video này, đừng quên để lại cho mình một lượt like và subscribe. Đừng quên nhấn nút chuông để nếu như mình có video mới thì mọi người là những người đầu tiên gặp mình nha. Bên cạnh đó đừng quên follow fanpage Võ Hà Linh của mình để cập nhật những kết quả giveaway, tham gia vào group review chân thật và beauty tip của mình để có thêm nhiều kinh nghiệm làm đẹp, và chắc chắn rằng mình sẽ trở lại trong rất nhiều những video tiếp theo. Hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye. I bought you everything.